Thưa quý vị và các bạn, vài ngày qua trên trang mạng Facebook, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã ồ ạt chia sẻ trải nghiệm ứng dụng và khoe ảnh hóa trang thành các nhân vật cổ trang trong phim kiếm hiệp nhờ một ứng dụng chuyên chỉnh sửa hình ảnh trên chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên, các chuyên gia về mạng máy tính cho biết, trong những phần mềm này rất có thể chứa các mã độc lấy cắp thông tin cá nhân người dùng để dùng vào mục đích xấu. Ứng dụng chỉnh sửa ảnh cổ trang này cho phép người dùng ghép đường nét gương mặt của mình, chủ yếu là mắt, mũi, miệng vào những hình ảnh có sẵn. Sau đó, ứng dụng sẽ xuất ra hình ảnh của nhân vật cổ trang mang các đường nét khuôn mặt của bản thân người dùng ứng dụng. Ngoài ra, ứng dụng này có thêm chức năng trang điểm, sửa mũi, răng, bóp gọn khuôn mặt. Người dùng nam vẫn có thể hóa trang thành nhân vật nữ và ngược lại, khiến các bạn trẻ thích thú sử dụng. Sử dụng phần mềm nó cũng khá thú vị, nhưng mà mình không có quá để tâm vào những cái đó. Theo ý kiến chuyên gia về công nghệ thông tin, ngoài việc khai thác thông tin hợp pháp, những phần mềm này có thể chứa thêm các mã độc để đánh lấy cắp thông tin cá nhân người dùng để phục vụ các mục đích ngoài chức năng của ứng dụng. Người chủ của cái mã độc ấy có thể là kiểm soát cái máy tính của mình từ xa, đặc biệt những cái liên quan tới trực tiếp tới tài khoản cá nhân, nhiều loại tài khoản lắm, tài khoản email, các cái mã bí mật trên các cái thẻ, thì cái đó là cái tác hại mà chúng ta thấy là trực tiếp nhất. Thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, lịch trình làm việc, địa điểm, cuộc gọi và danh bạ là quan trọng mà không phải trong trường hợp nào cũng có thể công khai. Tuy đến thời điểm này chưa có trường hợp tiêu cực nào được công bố liên quan đến an ninh thông tin khi sử dụng ứng dụng chỉnh sửa ảnh cổ trang, nhưng người dùng phải hết sức thận trọng khi quyết định download phần mềm và rất có thể sẽ có nguy cơ rò rỉ thông tin, hình ảnh cá nhân và những hệ lụy liên quan về sau. Và các loại hoa dại thì cũng rất là đẹp. Vì chất lượng hoa là từ Thái Lan cho nên là bảo quản, gửi bảo quản cũng rất đơn giản. Mình có thể là giặt hoa sau 1 hoặc là nửa năm sử dụng thì màu sắc sẽ không thay đổi.